Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo báo Lao Động, những ngày qua, người dân qua lại các tuyến phố Tô Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ xôn xao khi thấy công nhân đang tháo dỡ biển báo làn đường dành riêng BRT thuộc tuyến huyết nhanh số 1. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, hiện đang tiến hành bổ sung điều chỉnh biển báo phân làn đường trên tuyến buýt nhanh BRT phù hợp theo quy chuẩn và cải tạo, sửa chữa nhiều hạng mục khác. Chiều 22 tháng 12, lãnh đạo Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho hay, đơn vị sắp hoàn thành dự án bổ sung điều chỉnh biển báo phân làn đường trên tuyến buýt nhanh BRT, thay thế đinh phản quang hư hỏng trên tuyến đường, bố trí biển báo cột cần vươn, thay thế biển báo không phù hợp theo quy chuẩn và một số hạng mục khác, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 8 tỷ đồng, dự kiến hạng mục biển báo sẽ hoàn thành trước ngày 25 tháng 12, còn các hạng mục khác hoàn thành trước ngày 31 tháng 12. Lãnh đạo Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho hay. Trước đó, dư luận xôn xao tin đồn phải chăng sẽ khai tử tuyến xe buýt nhanh BRT trước hình ảnh các biển báo chỉ dẫn trên làn buýt nhanh BRT được dỡ bỏ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lên tiếng cho biết tuyến buýt nhanh BRT01 vẫn hoạt động bình thường. Việc làm trên nằm trong kế hoạch duy tu sửa chữa các hạng mục về vạch kẻ, biển báo trên tuyến buýt nhanh. Theo ghi nhận của phóng viên, so với biển báo chỉ dẫn cũ, biển mới có thêm dòng chữ BRT trên biển chính, còn biển phụ thay đổi dòng chữ thuyết minh từ làn dành riêng BRT thành làn xe buýt nhanh kèm dòng phiên dịch tiếng Anh Bus Rapid Transit BRT phía dưới. Tuyến xe buýt nhanh BRT số 01 Kim Mã Hà Đông được thành phố Hà Nội đưa vào sử dụng tháng 12 năm 2016 với tổng mức đầu tư trên 55 triệu USD, khoảng 1.100 tỷ đồng. Dự án xây dựng làn đường dành riêng rộng 2,5 m ở bên trái sát giải phân cách giữa cho xe buýt hoạt động. Buýt thường dừng đón trả khách ở làn phải sát vỉa hè. Tuyến có chiều dài 14 km, sử dụng 55 xe buýt loại 80 chỗ với giá 5,03 tỷ đồng trên xe. Dự án được thực hiện bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới với mục tiêu cải thiện tình trạng ùn tắc, ô nhiễm, làm nền tảng phát triển hạ tầng giao thông công cộng, thúc đẩy người dân chuyển từ xe cá nhân sang phương tiện công cộng. Theo báo Lao Động, trước những thay đổi biển báo chỉ dẫn trên tuyến buýt nhanh BRT và việc sửa chữa các hạng mục liên quan, nhiều người thắc mắc liệu trong thời gian chờ thay biển, các phương tiện khác đi vào làn đường này có bị xử phạt. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho hay, việc làm này nằm trong kế hoạch duy tu sửa chữa các hạng mục về vạch kẻ biển báo trên tuyến buýt nhanh BRT số 01. Theo đó, biển báo của tuyến buýt nhanh BRT 01 được lắp đặt khi triển khai dự án trước đây hiện đã cũ và các biển mới đang được đơn vị này thay thế theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất về báo hiệu đường bộ. Liên quan đến việc tạm dỡ bỏ biển cũ để thay biển mới, nhiều người thắc mắc liệu thời gian chờ thay biển mới, các phương tiện khác có được phép đi vào làn đường này không? Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Đoàn, hệ thống luật sư X, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho hay, khi chưa có thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, thông tin về việc được phép đi vào làn BRT trong thời gian thay biển, thì người tham gia giao thông cần cẩn trọng. Theo luật sư Nguyễn Đoàn, luật giao thông đường bộ hiện hành quy định, hệ thống báo hiệu đường bộ gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn. Có thể thấy biển báo hiệu là một phần của hệ thống báo hiệu đường bộ. Đây là những biển hiệu có chứa các thông tin chỉ dẫn liên quan đến phương tiện tham gia giao thông. Người tham gia giao thông có nghĩa vụ phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ, bao gồm cả biển báo hiệu, luật sư Nguyễn Đoàn phân tích. Cùng với đó, Điều 4 quy chuẩn quy định về thứ tự hiệu lực của biển báo giao thông trong hệ thống báo hiệu như sau. 1. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 2. Hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. 3. Hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông. 4. Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường. Cũng theo quy định của quy chuẩn này, thì hiệu lực của các loại biển báo nguy hiểm và cảnh báo và biển chỉ dẫn có giá trị trên các làn đường của chiều xe chạy. Theo quy định là xử phạt vi phạm hành chính thì chỉ xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Như vậy, trong trường hợp biển báo hiệu giao thông bị tháo dỡ để phục vụ công tác sửa chữa, thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần cẩn trọng trong việc tham gia giao thông. Cần chú ý đến hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường để tuân thủ giao thông và tránh bị vi phạm trong khi chờ có quyết định chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Luật sư Nguyễn Đoàn phân tích. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, công tác thi công thay mới biển báo sẽ hoàn thành trước 31 tháng 12.
Đồng thời bác tin tuyến buýt nhanh BRT01 dừng hoạt động như một số thông tin lan truyền. Theo quy chuẩn QCVN 41/2019 BGTVT biển số R412E làn đường dành cho xe buýt, nếu vạch sơn phân làn dành cho xe buýt có dạng nét đứt, các xe khác có thể đi vào làn xe này nhưng phải ưu tiên cho xe buýt phải nhường đường chuyển sang làn khác để không ảnh hưởng đến việc vận hành của xe buýt. Trường hợp vạch sơn phân làn dành cho xe buýt là nét liền, các phương tiện khác không được đi vào làn đường dành cho xe buýt. Hiện tuyến buýt nhanh BRT đang sử dụng vạch sơn phân làn là nét liền, ngoại trừ các nút giao, điểm quay đầu, cầu vượt. Theo báo VOV Giao thông, thành phố Hà Nội dự kiến nghiên cứu xây dựng 6 tuyến đường sắt đô thị, trong đó có tuyến đi theo đường Lê Văn Lương, nơi có tuyến xe buýt nhanh BRT đang hoạt động. Trong khi đó, với mức đầu tư 55 triệu USD, từ khi vận hành đến nay, doanh thu trung bình của tuyến buýt nhanh BRT01 chỉ khoảng 25 tỷ đồng mỗi năm. Mỗi chuyến xe chở từ 42 đến 45 khách, chưa bằng nửa công suất thiết kế. Mức trợ giá liên tục tăng từ 26% thời điểm đầu lên hơn 62% vào năm 2021. Bất kể các con số trên, BRT01 vẫn được Hà Nội đánh giá là mang lại những kết quả tích cực, được nhân dân tin tưởng, góp phần quan trọng cho vận tải hành khách công cộng thủ đô. Tuy nhiên mới đây, Hà Nội lại đề xuất làm một tuyến đường sắt đô thị trên cùng hành lang để thay thế BRT01. Vậy rốt cuộc BRT01 đã từng hiệu quả hay không? Làm đường sắt thay BRT01 đó có thể là một hướng đi dũng cảm để chấm dứt tình trạng cố đấm ăn xôi hay là một sự vội vàng có nguy cơ lặp lại? Được cả chính quyền và các chuyên gia đánh giá cao, dành riêng một làn đường, tuyến BRT01, bến xe Kim Mã, bến xe Yên Nghĩa được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều đột phá cho hình thức vận tải hành khách công cộng thủ đô, sẽ góp phần giảm lượng phương tiện cá nhân khi đi vào hoạt động. Song sau vài năm, tuyến buýt nhanh BRT01 ngày càng gây thất vọng với người dân và người tham gia giao thông. Lý do là dù được ưu tiên hẳn một làn riêng, song phương tiện này cũng không thật sự nhanh như tên gọi của nó. Bởi vậy, dù hàng ngày đi làm chung với lộ trình của tuyến xe buýt nhanh BRT, song anh Nguyễn Hoàng Thắng ở Mộ Lao Hà Đông, Hà Nội vẫn sử dụng phương tiện cá nhân để đi lại. Bởi vì nó không đồng bộ, có mỗi trục đường này cho nên nó không kết nối được. Đấy, xe nọ xe kia, nó chen chúc nhau. Anh Nguyễn Văn Tuyền ở Hà Đông, Hà Nội cũng hàng ngày phải đi qua trục đường có làn BRT, căng thẳng mệt mỏi khi một làn gần như để không, trong khi làn còn lại phương tiện chen chúc, khiến anh Tuyền rất bức xúc. Đường bé mà ông chiếm mất diện tích của nó, thế là bao nhiêu phương tiện cũng phải tránh, cho nên có nhanh được đâu, thế nên rất lãng phí. Cũng bởi phương tiện BRT không đi được nhanh, nên đa số thời điểm tuyến đường này rơi vào tình trạng một làn chen chúc, làn kia lại để không. Bởi vậy, nhiều người đi xe máy đã cố tình đi vào làn BRT. Tài xế xe công nghệ Nguyễn Văn Tình ở Long Biên, Hà Nội cho biết, nếu đường tắc quá thì em cũng đi vào, tắc quá mà muốn đi nhanh thì chỉ có vào đấy để đi, nên cho các phương tiện khác đi vào, vì bình thường xe buýt cũng không đi nhiều. Đáng chú ý, thời kỳ đầu, lực lượng chức năng còn tập trung lực lượng phân luồng phạt nguội phương tiện đi vào làn BRT, song một phần do lượng phương tiện đi vào quá nhiều, không chỉ giờ cao điểm mà còn các khung giờ thấp điểm, vẫn có rất nhiều xe máy đi vào làn BRT. Mặt khác, lực lượng chức năng phạt không xuể nên tình trạng vi phạm diễn ra thường xuyên. Trung tá Nguyễn Việt Anh, đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện tại việc xử lý dứt điểm phương tiện đi vào làn BRT là rất khó. Phần lớn do ý thức của người dân, nêu lý do là để đảm bảo thời gian công tác hay học tập. Tuy nhiên, các lý do mà người tham gia giao thông đưa ra chỉ là lý do thôi, còn lực lượng chức năng chúng tôi vẫn tiến hành kiểm tra xử lý. Mặt khác cũng tuyên truyền để người dân hiểu được và chấp hành tốt các quy tắc tham gia giao thông. Thậm chí có thời điểm Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất cho phép một số phương tiện đi vào làn BRT. Còn các chuyên gia thì nhiều lần đề xuất xóa bỏ làn riêng cho BRT để giảm thiểu tình trạng ùn tắc trên tuyến đường này. Về phía người tham gia giao thông, họ càng có lý do để đề xuất khai tử xe buýt nhanh BRT khi phải thường xuyên lưu thông trên tuyến đường ùn tắc, trong khi một làn rất ít được sử dụng, tuyến BRT rất ít người đi, đường nó bé, đôi khi rất dở vì tầm đấy không có khách, xe chạy không, nói chung là lãng phí. Thấy bất tiện, BRT chỉ đi được ở một số tuyến đường nhất định, không đáp ứng được hết nhu cầu của mọi người. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.